con được tư tưởng chú như thế nào, con chia sẻ cho mọi người. Con được thầy Chúa, chú quân thầy con gọi. Vâng, con tên là gì, con là bao tuổi, ở đâu? Con Nam. Vâng, giáo sư Lý Tâm Đồng Pháp, ở Hồ Hà Lộc. Vâng, năm nay con 60 tuổi. Con được ơn như thế nào phải bạn cho mọi người? Hôm đấy thì buổi sáng thì con đi chủ tục ra máu. Nhưng mà con đi con khám thì là khi mở đọc thì là bác sĩ nói là bị yếu. Bác sĩ nói là con chuyển xuống bệnh viện Bình Dân ấy, để họ khám và họ cắt cho con. Thì xuống đấy thì họ khám cũng là đúng như vậy đấy. Mà cái thằng của con thì là nó bọc hết mạch máu, bọc hết xung quanh rồi. Thì các bác sĩ khám được, bác sĩ bảo là nguy hiểm đó. Nếu cái này bỏ thì không biết được con như vậy được không. Thì coi như từ 90% bỏ ra là chỉ được 10% thôi. Thì con cũng bảo bây giờ thì bác sĩ nói thì gia đình ký lấy để cho bác sĩ mổ. Nếu mà đồng ý thì bác sĩ mổ, gia đình con cũng bàn con hết bảo giờ. Còn rất là khá, thì gia đình con ký mổ. Thì sau khi mổ thì thuốc cơn chú anh cho họ là cái cơn nguy hiểm đấy. Rồi là từ 7 giờ sáng là cho tới 4 giờ chiều con mới ra khỏi. Đấy thì trước thì là coi như con nó cũng nhắn tin cho cha, cha cũng phải cho. Rồi là các cha ở trên đấy cũng cho con cho con. Thưa chị em, một điều nữa mà chúng ta thấy, nếu con có lòng tin thì con có thể nói núi này chuyển từ chỗ này sang chỗ kia, vẫn có thể chuyển núi rời ngọn được nếu là có lòng tin. Mà lòng tin ấy đó là sự tin thác, tin vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Nếu mình thực sự mình tin vào quyền năng và quyền xuất của Chúa thì mọi sự đều có thể xảy ra. Còn nếu mình không tin, nếu mình nghi ngờ như là các tông đồ không trừ được quỷ nó nhập vào đứa bé. Thưa Thầy, tại sao nó không trừ được? Chúa bảo vì lòng tin của con còn kém, còn yếu lắm, còn nghi ngờ lắm. Cho nên khi mà anh chị em đến xin chúng tôi cầu nguyện, xin đặt tay cầu nguyện thú thật suốt gần 10 năm làm công việc này. Lúc đầu tôi sợ, lúc đầu tôi run, lúc đầu tôi thấy là mình không thể làm được chuyện này, vì nói thật chính bản thân mình còn chưa lo cho xong, chính bản thân mình còn chưa ra cái gì. Làm sao mà mình có thể cầu nguyện, làm sao mình có thể cầu xin Chúa để chữa lành cho những anh chị em mình. Khi mình đặt tay lên một người anh chị em của mình, người anh chị em, đó là một cái thách đố. Đó là một cái thách đố vì ma quỷ nó sẽ bảo rằng Trần Đình lo mày, lo cho bản thân mày. Hỡi thầy thuốc, hãy tự cứu lấy bản thân mình chưa rồi, phải phải là cứu anh, chữa anh. Người anh chị em, một thách đố lớn lắm. Và rất nhiều người đã không dám, không đủ can đảm, không đủ lòng tin để làm công việc ấy. Có khi không dám, không đủ can đảm, không đủ lòng tin để làm việc ấy, rồi quay lại phê bình, chỉ trích hay là biêu xíu. Cứ tin, nhất định không tin rằng Chúa có thể làm được chuyện đó. Vậy thì lời của Chúa bảo là nếu mà không có lòng tin, không có thể rời núi này qua núi kia là chẳng nghe Chúa hướng dẫn hay sao? Chẳng nghe Chúa nói cho nó vui này mà nếu mà không có lòng tin thì cũng có thể làm được mọi sự, không gì là không thể. Chẳng lẽ Chúa nói đùa hay sao? Thưa chị em, cho nên nếu mình tin thác vào Chúa thì mọi sự đều có thể xảy ra. Tôi cũng cầu nguyện là Chúa xin ban lòng tin cho con, xin ban lòng tin cho con đi follow đó, rằng là Chúa lòng tin của con yếu đuối lắm, xin Chúa ban lòng tin cho con, xin Chúa ban cho con lòng tin thác vào quyền năng lòng cứu rỗi của Chúa để con ra đi, con loan báo, con chia sẻ cho mọi người quyền năng lòng cứu rỗi của Chúa. Thì chính con phải người tin thác hoàn toàn như lời Chúa nói với thánh nữ Faustina. Trước hết con phải là người tin thác tuyệt đối vào tay của con mới đi loan truyền được. Mà thầy biết lòng tin thác có bằng cách là quyền lực của sự giữ mạnh lắm. Có nhiều lần xem lên đây cầu nguyện, xem để ý có những người sự giữ nó nhập, nó gồng, nó cứng, nó khỏe vô cùng. Có những đứa bé nó có 12 tuổi, 13 tuổi,
mà nó lên đây khổ nó giữ rồi hai tay lên giữ cũng không nổi, nó gầm nó gừng sức lắm. Vậy Chúa xin nhân thêm cái đi xuống kia phục sinh, nhân thêm quyền năng và quyền giúp của Chúa, xin Chúa xua trừ sự nghĩa của người này để cầu nguyện và với tất cả lòng tin tưởng cho thấy mệt vô cùng, mất sức vô cùng chứ không phải dễ. Khi mình đặt hết tất cả mình cầu nguyện như vậy thì mệt lắm chứ không phải là đơn giản đâu thưa anh chị em. Và đó là một thử thách lớn lắm, vì người ta sẽ cười vào mũi mình, người ta sẽ nhạo mình, người ta sẽ khinh chê mình, người ta sẽ mọi điều một cách để người ta đả kích, đả phá đủ mọi chuyện khác thưa anh chị em. Vì thế mà trong lúc đặt tay cầu nguyện tôi nói với anh chị em là xin đừng quay phim, xin đừng chụp hình, vì lúc đó là cái giờ phút mà tất cả phải tập trung vào cầu nguyện, không có còn quay phim, không cần chụp hình cái gì đó. Lúc chia sẻ gặp chương trình xem tôi quay phim chụp hình, nhưng mà lúc cầu nguyện thì tất cả mọi người phải nhất trí, phải đồng tâm, phải đem hết tâm trí vào mặt cầu nguyện khẩn khoản này xin Chúa. Vì Chúa bảo đâu có hai ba người cầu nguyện thì ở đó Chúa hiện diện và nên nhân danh Chúa mà xin bất cứ điều gì của Cha xin chờ thì Cha xin chờ sẽ ban cho. Có tin mà không cả cơ quan của người đây là cả hay là người mà tại sao mình lại không dám tin rằng Chúa có thể làm những chuyện đó làm được và điều ấy sẽ xảy ra và đã đang xảy ra bằng chính là người chị em tháng trước hay tuần trước. Tuần trước chị đến đây tay chị không cầm được thì tuần trước cũng mà tôi nhìn thấy chị to tốt tướng như vậy, chị bỏ nói vậy chị còn mang được đồ nhỏ cho đi hàng giả không à, tại vì tay chân nó không có cầm được cái chổi không quét nhà được mà. Tôi bảo sao vậy, tôi bảo nó như thế bắt là như thế biết làm sao được, cái to con như vậy có cái chổi không cầm được, chỉ có bắt nhìn là cầm được thôi. Cái gì ta thấy rõ ràng là ngày hôm nay chị lên đây chị chia sẻ chị làm chứng và dẫn thêm nghĩa chị em cùng các bạn, mà chính những người con các bạn vừa mới chia sẻ làm chứng cho chúng ta rằng đấy đứa con đây là ân huệ của đời cầu nguyện đấy, đầu tư cho Chúa đấy. Và nên khi anh em bảo lòng này lên đây chia sẻ với chúng ta tưởng rằng đã chết đi mà còn sống lại để trở về với anh chị em để làm chứng lên, còn nghi ngờ gì nữa không, ai còn nghi ngờ gì nữa không, còn nghi ngờ gì nữa không, còn sợ hãi gì nữa không, còn hoan nghênh gì nữa không, có tin vào cứu rỗi của Chúa không? Anh cho tin thì anh hành lên, anh sẽ có tin vào người đang làm cứu Chúa không? Anh sẽ có tin rằng nếu mình có lòng tin chỉ bằng hạt cải thì bất cứ điều gì mình cũng có thể làm được. Anh sẽ có tin vào điều đó không? Anh sẽ có tin rằng đối với Chúa không gì là không thể, có tin điều đó không? Và đối với Chúa, những người tin vào Chúa thì cũng sẽ được làm những điều như Chúa bảo tôi thế nữa, không gì là không thể được. Đối với người có lòng tin khác, tin đối vào người ta lòng cứu rỗi Chúa, anh sẽ có tin chắc chắn về điều đó không? Hallelujah! Con vẫn trông đầy Chúa.